Giá cà phê hôm nay 30 tháng 8, hai nguyên nhân khiến hai sản biến động mạnh. Giá cà phê hôm nay 30 tháng 8 trong khoảng 121.000 đến 121.900 đồng trên kg. Phiên vừa qua, giá cà phê hai sản biến động mạnh. Đồng đô la Mỹ tăng và yếu tố thời tiết tại Brazil ủng hộ hướng xuống của cà phê. Giới đầu cơ quay đầu bán đẩy thị trường giảm trở lại. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 121.000 đồng trên kg. Tại huyện Chư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 121.800 đồng trên kg. Tại huyện Ea Hẻ Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 121.700 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 121.900 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 121.800 đồng trên kg ở Đắk Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 121.700 đồng trên kg. Chiprong ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.600 đồng trên kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 121.700 đồng trên kg. Thị trường cà phê trong nước giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2024 giảm 25 đô la Mỹ trên tấn, ở mức 4.901 đô la Mỹ trên tấn, giao tháng 1 năm 2025 giảm 25 đô la Mỹ trên tấn ở mức 4.692 đô la Mỹ trên tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2024 giảm 8,85 cent lb ở mức 247,6 cent lb giao tháng 3 năm 2025 cent lb 8,8 cent lb ở mức 245,2 cent lb. Chuyên gia Nguyễn Quang Bình thông tin, phiên vừa qua, giá cà phê hai sàn biến động lớn, có lúc giảm rất mạnh rồi lại phục hồi lúc cuối phiên. Đồng đô la Mỹ tăng và yếu tố thời tiết tại Brazil ủng hộ hướng xuống của cà phê. Dạng sáng ngày 30 tháng 8, trên thị trường Mỹ, chỉ số Mỹ đô la index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, EUR, Yên, GBP, đô la Canada, SEK, phở răng Thụy Sĩ tăng 0,28%, đạt mốc 101,27. Đồng đô la Mỹ tăng trong phiên thứ hai liên tiếp, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng nhanh hơn so với dự kiến trong quý 2, làm giảm nhẹ kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn với 50 điểm cơ bản vào tháng tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Những ngày qua, tin tức về tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil có thể đã khiến cho cây cối bị sốc, kèm theo hiện tượng cà phê ra hoa sớm khiến cho thị trường lo lắng sản lượng vụ thu tới của nước này. Điều này giúp Arabica đạt mức cao nhất trong 13 năm qua. Tuy nhiên đến cuối tuần này thông tin trên cũng đã loãng giới đầu cơ quay đầu bán đẩy thị trường giảm trở lại